đấu phá truyền thuyết giới thiệu vắng tắt. Vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xuyên. Công thần châu đại địa, truyền kỳ vô số. Nhưng từ xưa đến nay, tuổi thọ của phàm nhân cuối cùng cũng có điểm cuối. Vì cầu vĩnh hằng, người cầu tiên tìm đạo chưa bao giờ đoạn tuyệt. Lăng Vân một lòng muốn tu tiên, lại được cho biết là phế vật tu luyện. Ngay tại hắn tìm mọi cách chán chường thời điểm, một cái ăn mày đột nhiên tìm được hắn, tiểu tử, ta xem ngươi xương cốt ngạc nhiên, là một tu luyện thiên tài, HTTPS, www.giaosushin.com -ch Chương 1 Tìm chết thiếu niên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, nói đi Tự có thiên địa tới nay Người phàm ai có thể không chết Nhưng hạo hạo thần châu, rộng lớn vô biên, luôn có người bất mãn thọ nguyên ngắn ngủi cho nên, Mấy ngàn năm qua vì cầu trường sinh, bọn họ luôn tre và măng mọc đắm chìm trong hư vô mờ mịt vĩnh sinh. Cũng có người đến sau, không tiếc sinh mệnh, chỉ vì thăm dò một tia thiên cơ, làm cái kia vĩnh sinh bất diệt. Trong dòng sông lịch sử cùng cuộn này, mặc dù không có người chân chính tìm hiểu thiên cơ, thực hiện ban ngày phi thăng. Nhưng thông qua không ngừng cố gắng cùng tre và măng mọc trả giá, cũng tóm lại tìm tòi ra một ít môn đạo mà những người đó vì đem loại phát hiện này có thể đời đời truyền xuống để cho hậu nhân tiếp tục tìm tòi cùng phát giác vì thế liền mượn danh sơn đại xuyên khai tông lập phái tuy nói trường sinh này người người truy cầu nhưng hết lần này tới lần khác một thiếu niên lại tử tế ác sinh thiếu niên này năm nay tuy mới 10 tuổi cũng đã chết bảy tám lần nhưng mỗi lần không thể như nguyện hôm nay ánh nắng tươi sáng nhân gian đang ấm áp nằm trong một cái sân rách nát của lăng phủ trấn thanh dương thần châu đại địa. Thiếu niên lăng vân chậm rãi mở mắt ra, thì thào tự nói một tiếng. Lần này tôi chết rồi sao? Nhưng mà, đập vào mắt hắn lại là một đạo ánh mặt trời chói mắt. Đó là ánh sáng xuyên qua mái nhà rách nát. Hắn gian nan đứng dậy, trước mắt hết thảy đều là như vậy quen thuộc, bẩn loạn vách tường, rách nát ván cửa, phong cách cổ xưa gỗ lim ngăn tủ lớn, đáng tiếc không có cửa tủ. Còn có, ngay cả hắn đang ngồi trên giường đều là lung lay sắp đổ, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Lăng Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tin chắc, hôm nay lần này hắn nhất định sẽ chết, bởi vì hắn buộc tảng đá nặng mấy chục cân lên người mình, sau đó lại từ vách núi cao mấy trăm mét phía sau núi trực tiếp nhảy xuống. Nhưng là, nhưng là khi hắn lần nữa tỉnh lại, lại như cũ phát hiện chính mình thần kỳ nằm ở cái này cũ nát trong phòng. Tại sao Tại sao chết cũng khó khăn như vậy? Sao lần nào cũng quay lại đây? Giờ khắc này, nghi vấn thật lớn xuất hiện ở trên cái đầu nho nhỏ này của hắn. Lăng Vân Kỳ thật cũng không phải người của thế giới này, hắn là từ thế kỷ 21 xuyên qua mà đến. Mà thế giới này là một thế giới có thể tu tiên. Vốn là có thể xuyên qua đến một cái có thể tu tiên thế giới, hẳn là một chuyện tốt, dù sao ai không muốn trường sinh. Nhưng là, thật khéo không khéo người nơi này chỉ cần đến 8 tuổi, sẽ tự động thức tỉnh linh mạch, sau đó hấp thu thiên địa linh khí, mở ra tu luyện chi đạo. Nhưng chính hắn ngay cả linh mạch cũng không thể thức tỉnh. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân chính là minh bạch nguyên do trong đó, vậy nhất định là bởi vì chính mình vốn là không thuộc về thế giới này. Tại một cái lấy võ vi tôn thế giới, hắn không chỉ có là một cái phế vật, hơn nữa còn là bị gia tộc nhặt về. Có thể tưởng tượng được, đại ngộ của hắn sẽ kém bao nhiêu. Cho nên, từ khi 8 tuổi năm ấy trắc ra chính mình không có linh căn về sau, Lăng Vân liền quyết định thoát đi thế giới này. Nếu mình có thể chết một lần sống lại đến thế giới này, vậy cũng có thể lại chết một lần, xuyên qua đến thế giới khác. Cũng không đến mức, mỗi lần sống lại, đều chật vật như thế chứ. Đây, là ý nghĩ trong lòng Lăng Vân. Cho nên, hai năm qua, hắn cũng một mực ở bên bờ tử vong điên cuồng thăm dò. Nhưng hôm nay, hắn lại thất bại. Quên đi, lần này không chết được, lần sau chết đi. Lăng Vân nhảy xuống giường, tự an ủi mình một phen, liền thản nhiên tiếp nhận tất cả. Sau đó liền đẩy cửa đi ra. Bên ngoài nhà, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành. Sống, có đôi khi kỳ thật còn rất tốt. Hắn đi ra chính mình cái này có chút trách nát tiểu viện, sau đó đi tới hậu trù. Từ sống đến chết, từ chết đến sống. Mấy lần lăng qua lăn lại này hắn quả thật có chút đói bụng thế giới này đồ ăn cùng kiếp trước không có gì khác nhau thịt cá bánh bao cơm hắn không chút khách khí cầm lấy liền ăn lăng vân ngươi là nghịch tử cho tới trưa ngươi lại chạy đi đâu ngươi 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 ai bảo ngươi tới hậu trù còn không mau buông xuống cho ta đúng lúc này một lão giả nổi giận đùng đùng đi vào hắn đoạt lấy cái đĩa trong tay lăng vân người này lăng vân biết chính là quản gia phúc bá lăng gia lăng vân mặc dù là bị nhặt về nhưng hắn là bị lăng lão gia tử nhặt về cho nên lăng lão gia tử vẫn coi hắn như cháu trai của mình đáng tiếc lăng lão gia tử quanh năm bế quan không có lòng dạ chăm sóc hắn hơn nữa lăng vân lại không thể tu luyện cho nên ở lăng gia hắn rất không được chào đón ngay cả những hạ nhân này đối với hắn cũng không có sắc mặt tốt không có một chút quy củ đây là ngươi có thể ăn sao ta xem ngươi gần đây lá gan là càng lúc càng lớn Phúc bá đoạt lấy cái đĩa trong tay Lăng Vân, sau đó liền đi tới một cái thùng rác bên cạnh, đem đồ ăn Lăng Vân đã ăn trực tiếp đổ vào. Lăng gia ở trên ăn uống cũng là có phân biệt đấy, hạ nhân chỉ có thể ăn hạ đẳng đồ ăn, sắp hư thối thịt cùng cám bả hỏng gạo. Mà những thức ăn trước mắt này, chỉ có người lăng gia chân chính mới có thể hưởng dụng. Lăng Vân tuy rằng trên danh nghĩa là con cháu lăng gia, nhưng đãi ngộ cùng cấp bậc với hạ nhân, thậm chí ngay cả hạ nhân cũng không bằng ít nhất là xa không bằng quản gia Phúc Bá, dù sao Phúc Bá còn có cơ hội ăn đồ ăn thừa cơm thừa, thế nhưng, hắn Lăng Vân không được. Phúc Bá, con cũng là người Lăng gia, tại sao con không thể ăn? Phúc Bá hiển nhiên sửng sốt, có chút không thể tin nhìn chầm chầm Lăng Vân. Tiểu tử này, hai năm nay là uống nhầm thuốc sao? Trước kia thấy mình tựa như chuột thấy mèo, đã sớm trốn thật xa. Nhưng là gần đây hai năm, tiểu tử này tính tình càng lúc càng lớn, tìm thư uyển v đúp v chấm giao su sinh chấm com càng ngày càng không đem chính mình cái này quản gia để vào mắt chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao phải biết rằng hắn phúc bá không chỉ là lăng gia quản gia càng là một gã khai quan hậu kỳ tu chân giả đừng nói là hạ nhân ngay cả đệ tử lăng gia gặp hắn cũng phải khách khí với hắn ta nói này tiểu tử ngươi gần đây có phải hay không ăn tìm gấu gan báo lại dám nói chuyện với ta như vậy Phúc Bá tức giận hung hăng đi tới trước mặt Lăng Vân, túm lấy cổ áo hắn, từ trên cao nhìn xuống giận dữ mắng mỏ. Lăng Vân mặc dù bị Phúc Bá bóp cổ, nhưng vẫn không sợ hãi, ánh mắt gắt gao nhìn Phúc Bá nói: "Phúc Bá, ta kính trọng ngươi, gọi ngươi một tiếng Phúc Bá, hy vọng ngươi không nên quên thân phận của mình, ở Lăng gia, ta chính là không được chào đón, ta đây cũng là thiếu gia, mà ngươi chẳng qua là một hạ nhân, một hạ nhân như vậy cùng chủ tử nói chuyện?" Ngươi cảm thấy ngươi thích hợp sao? Chủ tử. Ha ha. Tiểu tử ngươi còn dám tự xưng chủ tử. Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi cũng quá coi trọng chính mình đi, ngươi bất quá chính là lão gia ở bên ngoài nhặt về một cái không ai muốn phế vật mà thôi, lại còn dám tự xưng thiếu gia, ta xem ngươi thật sự là sống không kiên nhẫn. Bị Lăng Vân nói như vậy, Phúc Bá càng thêm nổi giận, lúc này nâng lên một tay khác liền muốn hướng Lăng Vân trên người chào hỏi đi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Phúc bá, đồ ăn làm xong chưa? Lão gia bảo người mau bưng lên, mọi người sắp xuất phát rồi." Phúc bá thấy thế, vội vàng lên tiếng, "Được rồi, ta lập tức an bài người đưa tới." Sau đó liền một tay đem Lăng Vân đẩy trên mặt đất, "Số tiểu tử, ngươi phản rồi, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, chờ ta sau khi trở về, xem ta như thế nào giết chết ngươi." Dứt lời liền quăng ống tay áo, tự mình đi ra cửa. Chương 2 Tu chân đẳng cấp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, đối mặt phúc bá uy hiếp, Lăng Vân không có một chút sợ hãi, ngược lại còn có một tia chờ mong. Giết tôi Cầu còn không được, ngươi tốt nhất có thể giết chết ta, bằng không ta còn khinh thường ngươi đâu. Nhưng chờ mong thì chờ mong. Hắn biết Phúc Bá tuyệt đối không dám giết chết hắn. Ra khỏi bếp, hạ nhân trong viện lúc này cũng thay đổi nhiều hơn, mọi người bận rộn, nhau nhau đều chạy ra ngoài viện. Lăng Vân tò mò, vì thế giữ chặt một hạ nhân dò hỏi. Là xảy ra chuyện gì sao? Chạy nhanh như vậy làm gì? Hạ nhân kia vẻ mặt khinh thường nhìn hắn, nhưng vẫn nói với hắn. Ngươi không biết sao, hôm nay chính là ngày thiên kiếm tông mỗi năm một lần đến thanh dương trấn chúng ta tuyển đồ. Dứt lời, cũng mặc kệ Lăng Vân vẻ mặt nghi hoặc liền quăng ống tay áo chạy đi. Nhưng hắn vẫn mơ hồ nghe được một hạ nhân khác đối thoại. Ta nói ngươi cùng phế vật kia nói cái gì, thiên kiếm tông tuyển đồ cùng hắn có quan hệ gì? Hư, nhỏ giọng một chút, ở nhà phế vật cũng là thiếu gia. Lăng Vân cũng không so đo hai người đối thoại, đương nhiên hắn cũng không có biện pháp so đo. Phế vật loại này lạc ấn, một khi ấn lên, vậy thì rất khó bỏ đi, trừ phi ngươi dùng thực lực chân chính chứng minh chính mình. Chính mình. Nhưng giờ phút này, hắn hiển nhiên là không có loại năng lực này. Bất quá chuyện Thiên kiếm tông tuyển đồ quả thật là một đại sự. Thiên kiếm tông là tu tiên môn phái duy nhất trong phạm vi 500 dặm của Thanh Dương trấn, hàng năm vào lúc này đều đến Thanh Dương trấn chọn lựa những hài tử có linh căn. Lăng Vân tại hắn 8 tuổi cùng 9 tuổi thời điểm, cũng phân biệt tham gia một lần, nhưng là mỗi lần đều là không có hiệu quả, thậm chí ngay cả người bình thường nhất cũng không bằng cũng chính là từ khi đó bắt đầu hắn tại lăng gia địa vị một ngày không bằng một ngày cũng chính là khi đó bắt đầu lăng vân lúc này mới có nhảy vượt sống lại ý nghĩ thời gian thật nhanh hôm nay lại là ngày tuyển đồ mỗi năm một lần lăng vân thất lạc tự nói một tiếng cũng liền đi theo sau mọi người cùng nhau hướng quảng trường thanh dương trấn mà đi trấn thanh dương nằm ở phía tây bắc thần châu đại lục chỗ hoang vu người ở thưa thất cũng may có thiên kiếm tông tồn tại, cũng làm cho thanh dương trấn này có một tia khói lửa khí tức. Hôm nay, chính là cái này mỗi năm một lần trắc linh căn ngày, cho nên toàn bộ trên trấn người đều đặc biệt coi trọng. Chờ Lăng Vân đi tới trên quảng trường lúc, nơi này đã là biển người tấp nập, vây kín chật như nêm cối. Bởi vì dáng người thấp bé, cho nên rất nhanh liền từ trong đám người chen vào. Lăng Phong, 8 tuổi, 91 điểm chân khí giá trị, Linh mạch hợp cách quảng trường trung ương nhất, dựng đứng một khối toàn thân ngâm đen cự thạch, lúc này theo một cái bảy tám tuổi thiếu niên đem tay chậm rãi đặt ở kia toàn thân ngâm đen cự thạch trên lúc, cự thạch kia nhất thời phát ra từng trận hào quang. Rất chói mắt. Bên kia một gã ước chừng hơn hai mươi tuổi thiếu niên, nhìn cái kia toàn thân ngâm đen cự thạch đột nhiên phát ra quang mang, tiếp theo liền vẽ mặt ý cười hướng trong đám người đem cự thạch trên hiện ra văn tự đọc ra. Bùm dưới đài vây đầy mọi người nghe vậy, đều là phát ra phía trước đồng loạt hò hét. 91 điểm chân khí giá trị, Thanh Dương Trấn đã bao nhiêu năm không có ra thiên phú cao như vậy đệ tử. Dù cho mọi người công nhận thiên tài Triệu Linh Nhi, năm kia kiểm tra thời điểm, cũng mới vẹn vẹn chỉ có 89 điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía lăng gia bên này, xem ra sau này Thanh Dương Trấn chỉ sợ chính là lăng gia thiên hạ. Lăng tộc trưởng, Lăng gia các ngươi lần này xem như xuất hiện một thiên tài a. À. Triệu gia chủ, một trong tam đại gia tộc của Thanh Dương trấn, nhìn qua Trắc Linh Thạch toàn thân sáng ngời trên đài, vẻ mặt hâm mộ Lăng Chiến nói với tộc trưởng Lăng gia bên cạnh. "Vận khí, vận khí, ha ha. Linh Nhi nhà ngươi năm kia cũng không có 89 điểm sao?" Lăng Chiến mặc dù vẻ mặt khiêm tốn, nhưng nụ cười trên mặt cũng không che giấu được. 91 điểm chân khí giá trị vậy nói rõ lăng phong về sau ít nhất cũng có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ nguyên anh kỳ a à, toàn bộ thanh dương trấn đến nay còn chưa từng xuất hiện ở thần châu đại địa tu chân giả từ thấp đến cao tổng cộng chia làm tứ giai thập nhị cấp theo thứ tự là giai đoạn thứ nhất khai quan trúc cơ dung hợp giai đoạn hai ít cốc kim đan nguyên anh giai đoạn thứ ba xuất khiếu phân thần hợp thể giai đoạn thứ tư đại thừa bất diệt độ kiếp mà mỗi một cấp lại chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mà lăng chiến đắc ý nguyên anh kỳ chính là này giai đoạn thứ hai cuối cùng một cấp, đạt tới giai đoạn này tu chân giả, mặc dù không thể vĩnh sinh bất diệt, nhưng thọ nguyên cũng chừng trăm năm, càng là pháp lực thông thiên, có thể dời núi lấp biển, mỗi một cái đều là trong gia tộc bảo bối vướng mắt. Nói ba đại gia tộc thanh dương trấn này, mấy ngàn năm qua, ngay cả một tu sĩ nguyên anh kỳ cũng chưa từng xuất hiện nhìn Lăng Phong dương dương tự đắc trên đài, Lăng Vân nhất thời cũng vô cùng hâm mộ. Phải biết rằng, một người một khi có thể tu luyện, cái đạt được không chỉ là năng lực tăng lên, quan trọng hơn là, thọ nguyên của cả người đều sẽ tăng lên. Ở thần châu đại địa, người bình thường tuổi thọ bất quá chỉ là trăm năm. Nhưng một khi đi vào tu chân, tu vi mỗi đề một cấp, thọ nguyên sẽ gia tăng hai mươi năm cũng tỷ như khai quan tiền kỳ tu chân giả so với phạm nhân có thể sống lâu hơn 20 năm, mà tương tự phúc bá như vậy khai quan hậu kỳ tu chân giả, thì so với phạm nhân có thể sống lâu hơn 60 năm. Nếu Lăng Phong thật có thể tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ, tìm thư uyển www.giaosusun.com vậy tuổi thọ của hắn sẽ đạt tới khủng bố năm 500 tuổi. Thọ nguyên dài như vậy, tu vi cao như vậy, đối với sự phát triển của một gia tộc mà nói, đó chính là bảo đảm cơ sở hữu lực nhất. Lúc này, trên đài thiếu niên cũng vui sướng chạy xuống, ông Lăng Chiến nói. Phụ thân, phụ thân, ta qua, 91 điểm, 91 điểm A. Người đàn ông trung niên đã sớm tươi cười, ông lấy cậu bé, nhìn không được cưng chiều hôn vài cái. Tốt, con ta quả nhiên là thiên tư bất phàm, xem ra Lăng gia ta có hy vọng. Lăng gia đệ tử bên cạnh thấy thế, cũng đều là nhau nhau phụ họa lên. Thiếu gia thật là hy vọng của Lăng gia ta. Đúng vậy, thiếu gia chính là thiếu gia, lần kiểm tra đầu tiên chính là 91 điểm. Lăng gia ta về sau lại muốn xuất hiện một gã cường giả rồi. Không giống cái kia phế vật, đều 10 tuổi, dĩ nhiên một điểm chân khí đều không có, còn mỗi lần cái gì cũng không biểu hiện, chính là đầu heo đi lên cũng có thể có một điểm a. Quả thực chính là sĩ nhục Lăng gia ta. Giờ này khắc này, trên diễn võ trường, mọi người bởi vì Lăng Phong 91 điểm chân khí đều là vui mừng liên tục, ai cũng không có chú ý tới, tại lăng gia trong đám người, một cái ước chừng 10 tuổi thiếu niên, nhưng là vẻ mặt chua sót. Lăng Vân, năm nay còn thử không? Lăng Phong giống như cũng thấy được Lăng Vân, một phen giải thoát phụ thân ông ấp, chạy đến Lăng Vân trước mặt, vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn Lăng Vân nói. Hắn chỉ là một phế vật, hắn nào có thiên phú của Ngài A, à? Ngài lần đầu tiên kiểm tra chính là 91 điểm, hắn đều kiểm tra 2 năm, cái rắm cũng không có một cái. Đúng vậy, bốn tuổi mới học được đi đường, sáu tuổi mới có thể mở miệng nói chuyện, trên đời này chỉ sợ không còn phế vật như vậy nữa. Lại để cho hắn kiểm tra, mặt mũi lăng gia ta đều bị hắn làm mất sạch. Chương 3 Rời đi lăng gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Ta Lăng Vân vốn định nói ta còn muốn thử một lần, nhưng là đối mặt mọi người chăm chọc hắn lại không dám nói tiếp có lẽ đối mặt tử vong hắn không có sợ hãi nhưng hắn dù sao không chết cho nên hắn sợ hãi sợ hãi chính mình thật sự đi lên vẫn là không thu hoạch được gì cuối cùng chỉ có thể trở thành mọi người càng thêm kịch liệt cười nhạo đối tượng ta cái gì ta tự ngươi tên phế vật này phải có tự mình hiểu lấy người không chịu thua kém a à? liền ngay cả hạ nhân đều chướng mắt không nổi ta khuyên ngươi a à? Vẫn là sớm cút ra chúng ta Lăng Gia đi, dù sao người bất quá là Gia Gia từ bên ngoài nhặt về một cái không ai muốn giả chủng thôi, đứng ở chúng ta Lăng Gia không chỉ không thể cho chúng ta mang đến vinh quang, ngược lại để cho người khác chê cười chúng ta Lăng Gia có một phế vật. Lăng Phong dứt lời, lập tức cười ha ha, hắn hoàn toàn không có chú ý tới, lúc này Lăng Vân đã sớm xong quyền nắm chặt, trận trong mắt. Cố lên! Lăng Vân, ngươi không thể xúc động. Hắn cuồng mặt hắn cuồng. Hắn hoành mặt hắn hoành, hắn dù sao cũng là Lăng gia tộc trưởng nhi tử, mà người bất quá là một cái bị nhặt về người đáng thương, ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu? Đối mặt Lăng Phong trào phúng, Lăng Vân chỉ có thể hung hăng cắn răng, nhưng thủy chung không dám phản bác một câu. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ đau, dù sao đám người này đánh chết chính mình ngược lại còn tốt, nhưng là mỗi lần đều đem chính mình đánh nửa chết nửa sống, thật sự là khó chịu. Như thế nào, ngươi còn không phục a? À? lại dám như vậy nhìn bổn thiếu gia, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Lăng Vân vốn cho là mình nhường nhìn một chút, Lăng Phong sẽ buông tha chính mình, nhưng là để cho hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lăng Phong vậy mà lần nữa đối với hắn chăm chọc lên, đồng thời còn vươn tay một phen đem hắn đẩy xuống đất. Rác rưởi chính là rác rưởi. Ha ha. Nhìn Lăng Vân ngã trên mặt đất, Lăng Phong vẫn không có ý định buông tha hắn. Đều là ngươi tên phế vật này, để cho chúng ta lăng gia tại Thanh Dương trấn đều thiếu chút nữa không ngẩng đầu lên được, hại ta mỗi lần xuất môn đều phải bị người cười nhạo, hôm nay ta liền cho ngươi biết ngươi không hảo hảo đãi tại ngươi trong sân trách nát, đi ra mất mặt xấu hổ hậu quả, dứt lời, hắn nhấc chân lên, một chân dẫm lên mặt Lăng Vân. Hai đời làm người. Lăng Vân chưa từng chịu qua loại ủy khuất này, giờ khắc này, hắn cũng không để ý tới hậu quả cho má, nếu người khác muốn khi dễ hắn, vậy cùng lắm thì cá chết lưới rách cuộc sống sống lại nghẹn khuất này, bất quá cũng được. Chỉ thấy hắn đột nhiên vươn tay, một phát bắt lấy lăng phong chân, một cái lật ngược, lăng phong trực tiếp ngã sắp xuống đất. Hắn vội vàng xoay người, cưỡi ở lăng phong trên người, chiếu mặt của hắn chính là mấy cái tác. Mắng ta, để ngươi mắng ta, ta đã sớm không muốn sống, cùng lắm thì cùng chết. Lăng phong trên mặt một trận nóng hừng hực đau đớn, hắn thật không ngờ cái này phế vật cũng dám đối với hắn động thủ, Động dạng là đưa tay loạn trảo, trong lúc nhất thời hai đứa nhỏ liền đánh nhau cùng một chỗ. Trong sân còn lại đệ tử thấy Lăng Phong bị đánh, cũng là vây quanh, có người đang kéo Lăng Vân ra, mà có người lại quyền đấm cước đá Lăng Vân một trận. Dù sao cũng là một đám chừng 10 tuổi hài đồng, tuy rằng xuống tay không nặng, nhưng làm sao nhiều người, chỉ một hồi, Lăng Vân liền bị một đám hài đồng đánh cho mặt mũi bầm dập. Nhưng mà Lăng Vân cũng mặc kệ hài đồng khác đánh hắn, hắn chỉ để ý gắt gao bóp cổ lăng phong thề muốn cùng hắn đồng quy vu tận dừng tay phản thiên rồi còn không buông ra cho ta đúng lúc này một bên lăng phong phụ thân lăng gia tộc trưởng lăng chiến cảm giác được tình huống không ổn vội vàng đi tới hắn một tay kéo lăng vân nhưng mà lăng vân vẫn gắt gao bóp lăng phong trong nháy mắt lại là tới hai người lớn lúc này mới đem tay lăng vân dời ra lăng chiến thấy lăng phong đã bị bóp hấp hối hắn cũng không để ý tới đã mặt mũi bầm dập lăng vân chiếu trên mặt hắn chính là hai cái tác nghịch tử ngươi làm cái gì vì sao khi dễ phong nhi lăng vân cho dù là bị đánh ra xa bốn năm mét trên mặt một trận đau đớn nóng bỏng hắn cố nén đứng dậy gắt gao che mặt của mình gắt gao nhìn chầm chầm lăng chiến nhưng hắn thủy chung không có giải thích một câu chết khổ biết bao sống khó biết bao tại sao người khác sống lại không phải công tử thiếu gia cẩm yên ngọc thực, chính mình lại hết lần này tới lần khác số khổ như vậy. Giờ khắc này, hắn vừa hận ông trời, lại hận vận mệnh bất công. Ngươi cái phế vật, chính mình không có thiên phú, chạy nơi này ghen tị phong nhi, hắn nhưng là lan gia tương lai hy vọng, ngươi nếu đem hắn đánh ra cái dài ngắn, xem ta không cần mạng của ngươi. Lăng Chiến cũng không để ý tới Lăng Vân, hắn lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận ở trên người con trai nhà mình kiểm tra thấy không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. nguy hiểm thật sự là không chỗ nào không có a. À, con trai bảo bối của mình thiếu chút nữa liền thua ở trong tay phế vật này. lăng tộc trưởng, trong thế hệ trẻ của lăng gia còn cần phải đo chân khí sao? đúng lúc này, cự thạch bên cạnh kia đệ tử trẻ tuổi nhìn lướt qua mọi người, lập tức đem ánh mắt đặt ở lăng chiến trên người hỏi. lăng chiến thấy thế, vội vàng gật đầu không lưng nói. tiên sư ta lăng gia năm nay phù hợp tuổi hài tử đều đã kiểm tra qua. Lăng tộc trưởng, nhà các ngươi không phải còn có một cái lăng vân sao? Hắn năm nay không lại thử một lần. Chỉ cần trước 15 tuổi có thể đo ra chân khí, về sau đều là có thể tiếp tục tu luyện. Bởi vì ở hai năm trước kiểm tra chân khí thời điểm, Lăng Vân mỗi lần đều là cái gì cũng không biểu hiện, ngược lại làm cho vị tiên nhân này cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngược lại cũng nhớ kỹ tên của hắn. Dù sao, nhiều năm như vậy tới nay, cho dù rất nhiều hài tử không đạt tới 60 điểm đạt tiêu chuẩn, nhưng nhiều bao nhiêu ít đều sẽ có trị số, duy chỉ có Lăng Vân, tay đặt ở cự thạch thường một chút phản ứng cũng không có. Làm phiền tiên sư lo lắng, cái kia nghịch tử đoạn thời gian trước lên núi thời điểm không cẩn thận ngã xuống, hiện tại đầu óc đều có chút thần chí không rõ, hắn hay là thôi đi, miễn cho đến tiên gia, liên lụy tiên gia, lăng chiến oán hận trừng mắt nhìn lăng vân, lập tức cúi đầu không lưng nói. Nếu như thế, vậy cũng được. Ai nói đầu óc ta hỏng rồi. Tiên sư kia vừa dứt lời, thanh âm của một thiếu niên trong đám người bỗng nhiên truyền đến, chính là Lang Vân. Hắn vội vàng chạy về phía Trắc Linh Thạch. Cơ hội thường thường đều cần chính mình đi nắm chắc, tuy rằng hai lần trước linh lực của hắn một chút cũng không có, nhưng hắn tin tưởng hắn sẽ không một mực trầm mặc như vậy, không có khả năng nhiều lần đều không có. Chỉ cần có 60 điểm linh lực giá trị chính mình có thể tiến vào tiên môn có thể mở ra tu luyện chi đạo cũng không uổng công đến thế giới này một lần mọi người lăn ra thấy lăng vân lại chạy về phía trắc linh thạch trong mắt tràn đầy phẫn hận bởi vì bởi vì lăng vân vừa mới đem bàn tay đặt ở trắc linh thạch trên trắc linh thạch như trước toàn thân ngâm đen không có chút nào phản ứng giống như hai lần trước không có bất kỳ giá trị nào hắn lại thử vài lần vẫn như cũ cũng được Xem ra ngươi quả thật là phế linh căn trời sinh, đi xuống đi." Tiên sư kia lắc đầu, ngữ khí lạnh như băng nói. Mọi người dưới đài thấy thế, lập tức phát ra một trận cười vang. Bọn họ thanh dương trấn mấy ngàn năm, giống như Lăng Vân, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Hắn Lăng gia đừng nhìn ra Lăng Phong như vậy một cái thiên tài, nhưng đồng dạng cũng ra Lăng Vân như vậy một cái phế vật. Ông trời quả nhiên là công bằng tìm thư uyển sẽ không đem tất cả cửa sổ đều mở ra cho ngươi trong lúc nhất thời mọi người lăn da vẻ mặt xấu hổ mà tiên sư kia sau khi nói xong vung tay lên toàn thân ngâm đen cự thạch trong nháy mắt nhỏ đi tiếp theo trong nháy mắt liền biến mất không thấy cùng một thời khắc trường kiếm trên lưng hắn gào thét mà ra tiếp theo chính là không ngừng biến lớn cuối cùng ước chừng dài trăm mét phàm là đệ tử đủ tư cách nhanh chóng đi lên Thanh âm vang dội của tiên sư trong nháy mắt truyền khắp toàn trường, trong trạng những đệ tử đầy 60 điểm chân khí thấy thế, đều là vẻ mặt tươi cười bò lên trường kiếm kia. Mà chưa đầy 60 giờ thì vẻ mặt ủ rũ, chỉ đợi sang năm thử. Phế vật, ngươi chờ cho ta, chờ ta lần sau trở về, xem ta làm sao lấy mạng chó của ngươi. Đã dần dần khôi phục lại lăng phong, nhìn chầm chầm vừa mới từ trên đài đi xuống lăng vân hung tận nói. Phụ thân, hai nhi đi cùng tiên sư, người bảo trọng. Lăng phong dứt lời liền giống như cái khác đủ tư cách đệ tử, cùng nhau bò lên kia tiên nhân phi kiếm. Chờ sau khi tất cả mọi người đều bò lên phi kiếm, chỉ thấy tiên nhân kia bấm một cái pháp quyết, trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy một trận quan hoa hiện lên, phi kiếm trong nháy mắt lăng không mà lên, sau một khắc đã không thấy tung tích. Đây chính là tiên nhân. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi còn tưởng rằng đây là hiệu ứng đặc biệt trong phim truyền hình. Lăng Vân cũng si mê nhìn tiên kiếm biến mất, miệng thì thào tự nói. Một màn thần kỳ như thế, nói không hâm mộ đó là giả. Dù cho hắn đã sống lại một đời. Xú tiểu tử, ngươi đời này là không có số mệnh như vậy. Đúng vậy, làm cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn làm phế vật. Ha ha. Giống như có làm phế vật hay không cũng không phải do hắn định đoạt. Chương 4 Thần bí tên ăn mày Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push Sau khi tiên nhân mang theo những hài tử linh căng thức tỉnh biến mất, người trên diễn võ trường cũng bắt đầu dần dần tản đi. Mà một đám đệ tử lăng gia lại lần nữa vây quanh trước mặt lăng vân. Xú tiểu tử, còn ngại không đủ mất mặt. Ai cho ngươi đi lên khoe khoang? Ta cho ngươi đi lên trong lúc nhất thời mọi người không ngừng xô đẩy hắn. Nhưng đột nhiên không biết là ai một cước liền đem hắn đạp ngã xuống đất. Mọi người thấy thế, cũng là ba chân bốn cẳng gọi tới, hết thảy tới đều là như vậy mạc danh kỳ diệu cùng không hề phòng bị. Nếu đánh chết, liền đem phế vật này cho ta ăn giả lan. Lăng chiến xa xa nhìn thoáng qua tình huống bên này, hắn chẳng những không có ngăn lại, ngược lại là lạnh như băng bỏ lại một câu, liền dẫn đầu rời đi mọi người nghe vậy, lại càng không có cố kỵ. Trong một trận quyền đấm cước đá cùng tiếng mắng chửi, Lăng Vân dần dần mất đi ý thức. Chờ hắn tỉnh lại, đã là màn đêm. Cảnh sát trong phòng vẫn rách nát như cũ. Ta đây là lại trọng sinh đến cái địa phương quỷ quái này hay là ta còn chưa chết? Nhìn cảnh sát trước mắt, Lăng Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó liền chậm rãi ngồi dậy. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra một tiếng, một lão giả ước chừng 70 tuổi từ ngoài phòng đi vào. Lão giả Lăng Vân này biết, hắn gọi Lăng Huyền là tộc trưởng đời trước của Lăng gia, cũng là lão giả năm đó đem Lăng Vân nhặt về. Mấy năm nay vì đột phá trúc cơ kỳ, cho nên trường kỳ bế quan. Cũng bởi vì như thế, Lăng Vân mấy năm nay mới bị người trong gia tộc khi dễ, liền ngay cả hạ nhân thấy hắn đều muốn đá lên hắn hai cước. Ông nội. Lăng Vân nhìn lão giả già nua kêu một tiếng. Vân Nhi, để cho ngươi chịu ủy khuất rồi. Lão giả vẻ mặt hiền lành đi tới trước mặt Lăng Vân, sau đó chậm rãi ngồi xuống, một tay cầm lấy tay Lăng Vân, một tay vuốt ve hai má Lăng Vân. Vân Nhi, đều là gia gia không tốt, đều là gia gia không có chiếu cố tốt ngươi, để cho ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy. Gia gia, không trách ngươi, đều là ta không tốt. Cháu ngoan của ta, gia gia vừa rồi đã giáo huấn qua đại bá bọn họ, bọn họ về sau nếu còn dám động đến ngươi, gia gia liền đem bọn họ trục xuất khỏi nhà. Lăng Huyền nhìn Lăng Vân Nhu thuận hiểu chuyện, vì thế vẻ mặt cưng chiều nói. Nhưng ngoài miệng hắn có thể nói, nếu thật sự có biện pháp há có thể để Lăng Vân chịu nhiều ủy khuất như vậy. Đúng rồi, Vân Nhi, ngươi nếu không cách nào khai quan, kỳ thật làm người bình thường cũng rất tốt, gia gia ở Tây Sơn còn có một chỗ biệt viện, ngươi nếu không trước hết dọn đến bên kia ở, gia gia hiện tại trùng kích dung hợp kỳ đã là khẩn yếu trước mắt sợ là gia gia ta nghe ngài đại bá bọn họ nếu nhìn không quen ta vậy ta liền trốn tránh bọn họ lăng vân vừa rồi còn đang suy nghĩ cái nhà này hắn là trăm triệu không đợi nổi nữa tuy rằng hắn là người xuyên việt nhưng làm sao thế giới này người đều có tu vi hắn cái này nho nhỏ thân thể tự nhiên đánh không lại người khác bởi vì cái gọi là đánh không lại vậy thì trốn nhưng là những năm này hắn cũng liền đối lăng gia quen thuộc một ít những địa phương khác nhưng là nơi nào đều chưa từng đi qua trước mắt gia gia đã nói vậy hắn tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận hai tử thật sự là quỷ khuất ngươi ngươi yên tâm chờ gia gia thuận lợi đột phá về sau liền đón ngươi trở về đến lúc đó cưới cho ngươi một phòng thê thiếp cho ngươi sống thật tốt vì tránh đêm dài lắm mộng gia gia hiện tại liền đưa ngươi đi đi ngươi thấy thế nào gia gia Ta toàn bộ nghe theo ngài. Ai, cháu trai đáng thương của ta, đi thôi. Lão giả lại yêu say đắm vuốt ve hai má Lăng Vân một chút, đơn giản thu thập hành lý một chút, sau đó liền kéo tay Lăng Vân hướng biệt viện Tây Sơn mà đi. Tu chân giả tuy có thuật ngự kiếm phi hành, nhưng nếu thật sự có thể ngự kiếm mà đi, vậy vẫn phải đợi đến kim đăng kỳ mới được. Mà Lăng Lão gia tử lúc này tu vi cũng bất quá là trúc cơ hậu kỳ, cho nên hai người đành phải lái xe ngựa đi tới. Đương nhiên, kim đan kỳ trở xuống tu chân giả, muốn ngự kiếm, nếu là có ngự kiếm phù cũng là có thể, nhưng lăng lão gia tử hiển nhiên không có. Lộ trình trăm dặm, hai người đi cực chậm. Thẳng đến trạng sáng ngày hôm sau, mới đến biệt viện Tây Sơn trong miệng lăng lão gia tử. Thay vì nói nơi này là lăng gia một chỗ biệt viện, chẳng bằng nói là một chỗ lâu không có người nông gia viện lạc. Cảnh tượng tàn phá, quả thực không đành lòng nhìn thẳng cũng may Lăng Vân cũng không phải loại người già mồm cãi láo, hắn biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, chết là không chết được, vậy cũng chỉ có thể chờ lão gia gia giấu ở trong nhẫn cùng bảo hồ lô có thể cung cấp đang dược vô hạn xuất hiện. Rốt cục trải qua một ngày bận rộn, sân đổ nát cũng nhìn qua sạch sẽ hơn rất nhiều. Tới gần chạng vạn, Lăng Vân đang ăn cơm tối, đột nhiên. Một lão giả quần áo có chút lôi thôi đi vào trong sân của hắn. Lăng Vân thấy vậy, vội vàng tiến lên hỏi lão gia gia, ngài là. Ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, là trong vạn không một thiên tài tu luyện, ta nơi này có mấy bản tu chân pháp quyết, đổi ngươi một bữa cơm tối ngươi xem như thế nào. Lão giả kia một bên nhìn chầm chầm lăng vân, một bên nhìn lướt qua nửa chén cơm cùng nửa chén rau xanh trên bàn lăng vân nói. Lăng vân nhìn thoáng qua lão giả kia, nghĩ thầm ngươi là một tên ăn mày, dỗ quỷ đi. Loại trò lừa gạt này, lừa gạt hai tử 10 tuổi còn có thể, lừa ta, chỉ sợ có chút khó khăn, dù sao mặc kệ nói như thế nào ta cũng là một người sống mấy chục tuổi. Bất quá một mình mình ở chỗ này quả thật có chút buồn tẻ, đơn giản là một ít đồ ăn, cho người đáng thương này ăn một ít cũng không sao. Vì thế hắn chuyển một cái cọc gỗ, cầm một đôi bát đũa nói. Người nếu không chê tay nghệ của ta, tìm thư uyển www chấm com vậy ngồi xuống ăn một chút, dù sao ta cũng ăn không hết lão giả kia cũng không khách khí sau khi ngồi xuống tiếp nhận bát đũa của lăng vân liền từng ngụm từng ngụm ăn hắn một bên nhai một cây rau lá một bên nói tiểu oa nhi lão phu nói một không hai tuyệt không miễn phí ăn của ngươi ngươi yên tâm ta thật sự có tu luyện công pháp lăng vân lại lắc đầu nói ta không tin thật sự là chưa tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định ngươi đã không tin ta đây liền lộ hai tay cho ngươi lão giả dứt lời lập tức buông bát đổ xuống. Chỉ thấy ngón tay hắn khẽ búng, bỗng nhiên xa xa một cái cây to bằng miệng bát ngã xuống đất. Lăng Vân thấy thế, nhất thời trận mắt há hốc mồm. Hắn vội vàng quỳ xuống đất. Sư phụ! Sư phụ, đệ tử rốt cuộc đời được người rồi, xin nhận đệ tử một lạy. Trước mắt lão giả thủ đoạn, quả thực khiếp sợ đến hắn, hắn mặc dù không biết lão giả này là tu vi gì, nhưng là trước mắt có người nguyện ý dạy hắn tu luyện. Hắn tự nhiên là cao hứng không thôi. Lão giả phi thường hài lòng với phản ứng của Lăng Vân. Hắn cầm lấy bát, lập tức lại ăn một miếng rau nói: "Tiểu oa nhi, lão phu không có lừa ngươi chứ?" "Sư phụ." "Từ nay về sau ngài chính là sư phụ ruột của ta." "Hừ. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa. Bất quá, tiểu tử ngươi còn chưa khai quang, cái này cũng có chút phiền toái." Theo lời nói của lão giả vừa chuyển, Lăng Vân lập tức trở nên lo lắng. Hắn cho rằng lão giả chuẩn bị dạy mình tu chân, vậy nhất định là có thể để cho mình thuận lợi khai quan, ai ngờ, hắn dĩ nhiên cũng vì thế mà đau đầu. À, sư phụ, ta đây còn có thể tu luyện sao? Có thể ngược lại là có thể. Bất quá. Lão giả cố ý bán cái nút, không có tiếp tục nói. Chương 5 Bất đắc dĩ thỏa hiệp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nghe lão giả nói mình còn có thể tu luyện, Lăng Vân nhất thời kích động, vì thế vội vàng mở miệng hỏi. Chỉ cần có thể tu luyện, ta cái gì khổ đều có thể ăn, ta nhưng là từ nhỏ liền chịu khổ lớn lên đấy. Như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào, từ hôm nay trở đi, ta ở tại chỗ của ngươi, ngươi mỗi ngày chỉ cần quản ta một ngày ba bữa, ta bảo đảm ngươi trong vòng một năm thuận lợi khai quan, trong vòng năm năm thuận lợi đến trúc cơ kỳ, ngươi xem như thế nào. Lăng Vân nhìn kỹ lão giả một chút, lão giả lời nói, ít nhiều để cho hắn có chút không quá tin tưởng, trong lúc bất chợt, hắn cảm giác lão nhân này chính là một cái lừa ăn lừa uống gia hỏa. Nhưng lập tức nghĩ lại, có hy vọng chung quy so với không có hy vọng còn mạnh hơn. Có lão nhân này cùng hắn cũng không tệ, thứ nhất, một mình mình ở nơi này, quả thật tương đối cô đơn, thứ hai vạn nhất có người xấu tới cửa, xem lão nhân này vừa rồi, thực lực tự nhiên không yếu, mình không thể theo hắn tu luyện, nhưng nhìn hắn tu luyện, nghe hắn kể chuyện xưa cũng không sai. Vì thế mở miệng nói. Cũng được. Được, vậy chúng ta liền vui vẻ quyết định. Hắn dứt lời, lập tức đứng dậy, đi vào trong phòng, trực tiếp nằm ở trên giường lăng vân. Ta nói tiểu oa nhi, ngươi cái này giường vẫn là rất mềm a à lão phu về sau tự ngủ nơi này lăng vân nghe vậy lúc này chạy vào phòng đã thấy lão giả đã nằm ở trên giường của mình hắn vì thế muốn đem lão giả kia kéo lên đã thấy hắn đã ngáy như sấm bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đi sương phòng thu dọn một gian đi ra bởi vì không có chăn đệm chỉ có thể ngủ trên đống cỏ sáng sớm hôm sau lăng vân đang ngủ thoải mái lão giả lại đi tới bên cạnh hắn ta nói tiểu oa nhi ngươi tuổi còn trẻ Mặt trời đều chiếu trên mông rồi, như thế nào ngủ được đấy, mau đứng lên chuẩn bị chút đồ ăn nha. Lăng Vân trở mình, vừa vặn một cọng cỏ dại đâm vào mặt hắn, hắn bất đắc dĩ đứng dậy. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận Thu Lưu lão giả này, hắn không chỉ có chiếm lấy phòng ở của mình, để cho mình ngủ ở này nhà tranh, hơn nữa này sáng sớm còn để cho mình ngủ không được một giấc ngon. Đúng rồi, hôm nay lên thị trấn mua mấy thứ này về. Thấy Lăng Vân đứng dậy, lão giả tiện tay đem một tấm da dê cuốn đặt ở trong tay lăng vân lăng vân tiếp nhận vừa nhìn chỉ thấy phía trên mật mật ma ma viết một đống lớn nhìn hẳn là như là dược liệu đáng tiếc hắn cũng không nhận ra ta không đi lăng vân cầm cuộn da dê trong tay lão giả nói không đi vì sao thành phố anh có biết cách thành phố bao xa không có thể có bao xa không phải chỉ có một chén trà thôi sao lão giả không cho là đúng nói đó là ngươi cũng không phải ta lần này đi tới đã hơn hai trăm km ta mới không đi đâu muốn đi ngươi đi lăng vân dứt lời lập tức tức giận ngồi ở đống cỏ khô không để ý tới lão giả nữa lão giả thấy thế cười hắc hắc nói không đi thì không đi nếu không muốn đi ngươi liền cùng ta đi sau núi chặt trúc đi chặt trúc chặt trúc làm gì Lăng Vân có chút khó hiểu hỏi. Ngươi không thấy cái nhà này của chúng ta sao, đã bị phá thành cái dạng gì rồi? Đương nhiên là muốn chặt chút chút trở về, hảo hảo tu chỉnh. Lăng Vân nghe vậy, lập tức nhẹ giọng lầm bầm một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị ở đây thường trú? Lão giả vờ không có nghe được Lăng Vân oán giận, hắn một bên hướng ngoài phòng đi đến, một bên nói. Nhanh đi, nếu là đợi đến buổi trưa, là muốn nóng chết lăng vân đành phải đứng dậy hắn hiện tại phi thường rõ ràng tình cảnh của mình đây không phải là mình thu lưu hắn mà là hắn thu lưu chính mình đương nhiên quan trọng nhất là hắn đánh không lại hắn đi vào rừng trúc lão giả lấy ra một cái rìu còn ở trước mặt lăng vân chỉ vào một cây trúc to bằng miệng bác nói chém đi dứt lời thân pháp của hắn biến mất trong nháy mắt đã nằm trên lá trúc lăng vân thấy thế nhất thời có chút tức giận Hắn cũng đặt mông ngồi dưới đất, cũng không có ý động thủ. Người khác xuyên qua tới, không phải làm thiếu gia thì cũng là làm tiểu thư, chính mình thì tốt rồi, thế kỷ 21 chính mình trong thời gian sớm chính là ăn vô tận đau khổ, cuối cùng mới rốt cục trải qua ngày lành, thế nhưng trời không đáng thương người, ngày lành này còn không có qua bao lâu, chính mình liền đi đời nhà ma. Xem ra khổ này, đi đâu cũng tránh không được phải ăn một bữa. Chẳng lẽ thật sự ứng với một câu kia, chỉ cần ngươi chịu khổ trên đời này sẽ có khổ ăn không hết. Lão giả tự hồ bởi vì không có nghe được thanh âm chém trúc, vì thế nói: "Như thế nào, còn không hành động, mục tiêu hôm nay chỉ có một cây, nếu chém không xong, chúng ta đây cũng đừng nghĩ trở về." Lăng Vân nghe vậy, chém một cây cũng không phải việc khó gì, hắn tức giận cầm một nắm đất giơ lên, lúc này mới cực không tình nguyện đứng dậy, cầm lấy búa, chém xuống gốc trúc. Hắn một bên chém, một bên ngẩng đầu nhìn lão giả, nhưng vừa nhìn lão giả kia trong lòng tức giận thì càng sâu một phần khí lực trên tay thì càng gia tăng một phần làm như đều muốn phát tiết ở trên người lão giả nhưng làm cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là cây trúc này cứng rắn vô cùng hắn chém suốt một ngày trên tay một chút khí lực cũng không có lại một cây cũng không có chém ngã đúng lúc này thân pháp của lão giả rơi xuống đất hắn đi tới trúc tử trước mặt tiểu oa nhi không được a à tìm thư uyển v đúc v chấm giao su chấm com không ăn cơm sao lăng vân nghe vậy nhất thời có chút tức giận hắn một ngày này vốn là một giọt nước chưa vào hơn nữa lão giả còn chăm chọc khiêu khích làm sao còn có thể nhìn xuống có bản lĩnh ngươi chém a à, ngươi ngủ một ngày ngủ thoải mái tận nói mát hơn nữa có ăn cơm hay không anh không rõ sao ai ô ô nhìn chút tiền đồ của anh xem quên đi đi thôi trở về ăn cơm hắn dứt lời liền dẫn đầu đứng dậy lập tức ngón tay búng nhẹ cây trúc kia liền ngã xuống đất sau đó nói người trẻ tuổi làm chuyện gì nhất định phải có đầu có cuối trở lại sân lăng vân vốn cũng có chút mệt nhọc hắn vốn tưởng rằng lão giả sẽ chủ động gánh vác lên nấu cơm nhiệm vụ nhưng là ai ngờ lão giả dĩ nhiên lần nữa chỉ huy lên hắn đến hắn đành phải bất đắc dĩ kéo lê thân thể mệt mỏi cho hai người đơn giản làm chút cơm tối cũng may từ nhỏ đến lớn một mình nấu cơm cũng quen rồi ký ức còn sót lại làm cho hắn cũng không cảm thấy khó khăn chờ sau khi ăn xong lão giả không biết từ nơi nào loay hoay lấy ra một cái vại nước hắn nhìn lăng vân đột nhiên nói tiểu oa nhi ngươi lại đây một chút lăng vân vốn định đi ngủ thế nhưng lão giả kêu gọi hắn cũng không tiện cự tuyệt đành phải đi tới bên cạnh lão giả chỉ thấy trong vại nước lúc này chứa đầy một vại nước Đồng thời bên trong còn trôi nổi một ít dược liệu không biết tên. Cởi quần áo ra, nhảy vào. Lăng Vân có chút ngượng ngùng nhìn lão giả lắc đầu. Lão già này không có sở thích đặc biệt gì chứ, ngay cả trẻ con cũng không buông tha sao? Con ngượng ngùng, tự ngươi điểm này đồ chơi nhỏ, còn sợ người xem, mau cởi. Làm cái gì? Lăng Vân hỏi. Muốn tu luyện thì nghe lời. Chương 6. Lên núi chặt trúc bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Lăng Vân nghe vậy, nhất thời kích động lên, tại hắn đi qua xem một ít tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính bình thường không cách nào tu luyện thời điểm, sư phụ của hắn đều sẽ dùng dược vật tẩm bổ thân thể của hắn. Mà trước mắt, nhìn thấy dược vật trong vại nước, Lăng Vân lập tức hiểu ra. Hắn vội vàng cởi quần áo trên người, sau đó lấy tay che cái đồ chơi nhỏ kia, tung người nhảy một cái liền nhảy vào vại nước. Nhắm mắt lại, bắt đầu từ bây giờ, đừng nghĩ gì cả." Lăng Vân nghe xong, lập tức dựa theo lão giả phân phó, lúc này hắn đã sớm có chút mệt mỏi, tự nhiên cũng không có lòng dạ nào suy nghĩ cái khác, vậy mà bất tri bất giác ngủ thiếp đi trong vài nước kia. Sáng sớm hôm sau, chờ Lăng Vân tỉnh lại, phát hiện mình đã ngủ trên giường. Ngay tại hắn còn chưa kịp ngẫm lại tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thời điểm, lão giả đã đi vào phòng hắn đành phải đứng dậy, lần nữa cùng lão giả tiến vào sau núi, chặt cây trúc. Sơn thủy chảy xuôi, năm tháng không tiếng động. Thời gian mấy tháng rất nhanh đã ở đây chặt trúc, ngâm thuốc tắm. Sư phụ, đệ tử đã chặt ngã tám cây trúc rồi, có thể nghỉ ngơi một lát hay không? Thanh dương trấn bên ngoài, một tòa u tỉnh trong sơn cốc, chỉ nghe một cái non nớt giọng trẻ con dường như có khẩn cầu hỏi. Theo hướng giọng trẻ con kia nhìn lại, chỉ thấy một hài đồng nhìn qua chừng 10 tuổi, đang quơ một cái rìu thật lớn, hướng cây trúc thô to bằng miệng bát chém tới. Thiếu niên kia mặc dù không có bao nhiêu khí lực, nhưng là mỗi lần vung ra cự phủ đều giống như sử dụng toàn thân khí lực. Mà chặt ở trên cây trúc lại không thấy có bao nhiêu mảnh trúc rơi xuống, cho dù là như vậy, thiếu niên kia vẫn không vì vậy mà buông tha. Không được, lúc nào chặt xong 10 căn ngươi lại đi nghỉ ngơi, vì sư cho ngươi nói bao nhiêu lần, làm người làm việc muốn chỉ thấy trên ngọn trúc lại có một lão giả dựa vào lực lá trúc nhắm mắt dưỡng thần, quả nhiên là không được tự nhiên. Lão giả kia mắt chưa mở, thân chưa động, một ngụm bác bỏ thỉnh cầu của hai đồng kia, một phen đạo lý lớn chính là muốn thao thao bất tuyệt. Được rồi, được rồi, đồ nhi đã biết, ngươi những cái kia đại đạo lý nói đã không dưới 500 lần, đồ nhi ngoan ngoãn chém là được. Mắt thấy lão giả kia liền muốn thao thao bất tuyệt giảng giải một phen đạo lý lớn đi ra, Hai tử kia chính là vội vàng cắt đứt, rất ủy khuất nói. Xem ra ngày thường lão giả kia giảng giải không ít đạo lý nhân sinh cho thiếu niên này. Ánh mặt trời giữa trưa, xuyên qua lá trúc rậm rạp, đánh vào trên mặt lão giả đang ngủ say kia, nghe tiếng chém trúc lạch cạch lạch cạch kia, lão giả chậm rãi nghiêng mặt qua, nhìn biểu tình kiên định kia, mặc cho mồ hôi từ khuôn mặt non nớt chảy xuôi, cũng không cần phải đi lau chùi thiếu niên, chính là vui mừng nở nụ cười. Lăng Vân, ngươi ngày nào mới có thể áp đảo tầng mây kia đỉnh? Lão giả như là nghĩ tới cái gì bình thường, thấp giọng lầm bầm nói. Thiếu niên đang chặt trúc kia ngửi thấy lão giả kia than nhẹ một tiếng, cũng là buông búa trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn lão giả lẳng lặng nằm kia, ánh mắt trong mong hỏi. Làm sao vậy, sư phụ? Thì ra, thiếu niên này, không phải ai khác, chính là Lăng Vân. Lại nói hắn từ ngày đó trở đi, hiểu được lão nhân này làm hết thảy, đều là vì có thể để cho hắn thuận lợi tu luyện cho nên hắn liền mỗi ngày ban ngày lên núi cùng lão nhân chặt trúc buổi tối trở về ngâm mình bất quá tại một tháng sau hắn vậy mà thành công khai quang từ đó hắn càng tin lời của lão giả không còn tiếng oán giận hôm nay đã là thời gian mấy tháng không có việc gì hảo hảo chặt cây trúc của ngươi lão giả nhẹ giọng một tiếng tự mình bình yên ngủ sư phụ Người nói trên thế giới này thật sự có thần tiên sao? Lăng Vân chém một hồi, theo một cây trúc lên tiếng ngã xuống, trong nháy mắt lại chuyển đến trước mặt một cây trúc khác. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt mở to, làm như muốn ở trong miệng lão giả đạt được đáp án xác thực. Hẳn là có chứ, nếu không lấy đâu ra nhiều truyền thuyết như vậy. Lão giả kia nhìn thoáng qua Lăng Vân, vẻ mặt hiền lành nói, trong mắt lộ vẻ triều mến. Thần tiên sư phụ biết bay kia ngươi có gặp qua hay không? gặp qua. Thật sao? Lăng Vân có chút không xác định lại hỏi. Khoảng thời gian này tới nay, thông qua lão giả giới thiệu, hắn đối với thế giới này càng thêm tò mò. Tuy rằng hắn có thể từ 21 thế trọng sinh đến đây, nhưng là hắn thủy chung cảm thấy, thần tiên chi thuyết, quá mức huyền diệu. Trúc tử chém mấy cây. Lão giả tự hồ đối với câu hỏi của Lăng Vân có chút không kiên nhẫn, vì thế quát lớn. Tám căn, Lăng Vân chậm rãi cúi đầu, hơi ưu thương nói: "Vậy còn không hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, chờ lúc nào đạt tới mục tiêu, lúc nào nhắc lại." Lão giả giống như có chút tức giận nói: "Hừ, chém thì chém nha, hung dữ như vậy làm gì, không thể tò mò một chút nha." Lăng Vân làm như có chút thương tâm lẩm bẩm, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn lão giả. "Sư phụ, nếu không ngươi mang ta lên trời bay một vòng, để đồ nhi mở rộng tầm mắt mới trầm tĩnh một lát." Lăng Vân lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Ngươi nha! Luôn có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ như vậy, sớm muộn gì cũng phiền chết sư phụ. Lão giả hơi tức giận nói, nhưng đấy lòng lại cao hứng dị thương. Sư phụ, ngài lại nói dối, đồ nhi chính là tò mò mà thôi, ngài trong chuyện xưa những người kia phi thiên động địa, tìm thư uyển v đúc vê đúc đúc chấm su sinh chấm trảm yêu trừ ma, mỗi người đều là hiệp giả phong phạm đồ nhi có thể nào không tò mò, Lăng Vân một bên qua cự phủ trong tay, một bên chậm rãi nói. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn lão giả lẳng lặng nằm trên thân cây. Phi thiên độn địa, trảm yêu trừ ma. Thiên là cái gì? Địa là cái gì? Yêu ma là cái gì? Lão giả kia làm như bị lời nói của Lăng Vân xúc động cái gì, lập tức vẻ mặt mất mát thở dài, lời nói kia làm như tự nói, rồi lại giống như là nói cùng Lăng Vân sư phụ ngài làm sao vậy lăng vân làm như nghe ra vẻ mặt mất mát của lão giả kia lập tức nhìn về phía lão giả hỏi không có việc gì vân nhi ngươi phải nhớ kỹ yêu ma quỷ quái kỳ thật cũng không phải đều là người xấu có đôi khi bọn họ chỉ là bị chụp lên cái mũ này mà thôi lão giả kia quay đầu lại xuyên thấu qua lá cây nồng đậm nhìn lăng vân cực kỳ nghiêm túc nói sư phụ đệ tử không hiểu ngài không phải nói yêu ma quỷ quái chính là người xấu sao lăng vân ngẩng đầu lên nhìn lão giả kia khó hiểu hỏi ngươi còn tiểu vân nhi có một số việc chờ ngươi trưởng thành ngày sau chân chính tiến vào tu chân giới chậm rãi sẽ lĩnh hội được ngươi chỉ cần nhớ kỹ yêu ma quỷ quái không nhất định chính là người xấu hết thảy cần chính mình phán đoạn lão giả kia khẽ thở dài lập tức chậm rãi nói đồ nhi hiểu rồi sư phụ ngài khi nào thì giáo đồ chân chính tu chân Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão giả kia. Đến lúc đó là lúc ngươi 11 tuổi, khi đó vi sư dạy ngươi tu luyện chân chính, ngươi thấy thế nào? Thấy thần thái nghiêm túc của Lăng Vân, lão giả đành phải nhượng bộ, làm như đang hỏi Lăng Vân, rồi lại làm như không thể nghi ngờ. Vậy sư phụ, đến lúc đó có thể bay không? Chương 7 Trong núi Tuế Nguyệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Lăng Vân thấy sư phụ đáp ứng dạy mình chân chính tu chân, nhất thời có chút kích động, lại hoàn toàn không có chú ý tới, câu nói kia của sư phụ chờ hắn 11 tuổi. Đương nhiên có thể. Thật tốt quá, sư phụ, đến lúc đó đồ nhi học được phi hành, liền mang theo ngươi cùng nhau nhìn xem này thần châu đại địa. Nghe nói lão giả kia đáp ứng dạy mình tu luyện chân chính, Lăng Vân vui vẻ gọi tới, lại quên mất thuật phi hành của mình là sư phụ dạy, hơn nữa vừa nói vừa ném búa trong tay chính là nháy mắt chạy tới ông ấp lão giả kia. Thì ra lão giả kia chẳng biết từ lúc nào đã sớm rơi xuống mặt đất. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc lăng vân, lão giả kia vui mừng nở nụ cười. Ánh mặt trời buổi trưa xuyên qua lá trúc dày đặc, trúc xuống mặt đất ấm áp này, hết thảy có vẻ tường hòa yên tĩnh như vậy, một già một trẻ kia, một hỏi một đáp cũng có vẻ hạnh phúc bình yên như vậy, giờ khắc này, tất cả ưu sầu cùng không vui làm như đã sớm bay lên chín tầng mây trong một rừng cây rậm rạp một thiếu niên chậm rãi thu thập thi thể ma thú đang hấp hối trên mặt đất chỉ thấy hắn lẩm bẩm dung hợp kỳ ma thú ha ha quả nhiên không tệ nghĩ đến nhất định là giá trị không ít tiền nếu là giao cho sư phụ lão nhân gia hắn nhất định sẽ rất vui vẻ theo lời nói nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên tướng mạo thanh tú giờ phút này đang vây quanh một con xích diễm hổ đã chết lẩm bẩm đợi nhìn kỹ, nguyên lai thiếu niên kia chính là Lăng Vân. Lại nói ngày đó Lăng Vân cùng lão giả kia ước định hai tháng sau chính thức tu luyện, hiện giờ nhoáng lên cũng là đã qua năm năm, thật có thể nói. Trong núi không có năm tháng, trăm đời phí hoài thời gian. Năm năm qua, Lăng Vân đã từ một cái hồn nhiên hài đồng trưởng thành một cái 16 tuổi tuấn tú thiếu niên, tuy rằng trên mặt như cũ có không thể tróc ra sạch sẽ tính trẻ con, nhưng nhìn qua quả thật thành thục hơn rất nhiều đương nhiên quan trọng nhất là hắn đã dần dần quen thuộc thế giới này bộ thân thể này năm năm qua hắn không chỉ có thuận lợi khai quan hơn nữa khai còn tu luyện tới dung hợp tiền kỳ đương nhiên cái này cũng tránh không được lão giả kia đối với lăng vân thân thể tu luyện thiên hướng ngay cả như vậy nhưng khi hắn chân chính nhận thức tu chân mới phát hiện lúc ấy thật sự là có chút ý nghĩ kỳ lạ trong thời gian năm năm hắn thật sâu cảm nhận được tu chân là chuyện khó khăn cỡ nào không có ý chí kiên định cùng linh hồn cứng cỏi đó là xa xa không đạt tới. Năm năm qua, hắn mỗi ngày đều là dậy sớm ngủ muộn, ngoại trừ tu luyện pháp quyết, đa số thời gian chính là rèn luyện thể lực. Sư phụ nói cho hắn biết, không có thân thể cường kiện, đối với tu chân giả bình thường mà nói, muốn chạm tới đẳng cấp cao hơn đó là dị thường gian nan. Mà tu chân vốn là gian nan, nếu như thân thể không đủ cường đại, vậy có thể nói là khó càng thêm khó. Mấy ngàn năm qua, trong tu chân giới sở dĩ không có xuất hiện qua hạng người kinh tài diễm diễm, cũng không phải bởi vì những người đó thiên phú không đủ, cũng không phải những người đó không đủ khắc khổ cùng cố gắng. Nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì những người này ở giai đoạn trước trong quá trình tu luyện quá mức chú trọng đẳng cấp tăng lên, quá mức chú trọng năng lực khổng lồ kia mang đến nhất thời cực nhanh. Mà lại không chú trọng tự thân thân thể cường hóa, dẫn đến tại tu luyện hậu kỳ, cái kia khổng lồ chân khí không cách nào khống chế tự thân thân thể cũng là không cách nào thừa nhận cuối cùng không thể thuận lợi bước vào cái kia siêu phàm nhập thánh cảnh giới ngược lại nếu như có thể lực cường tráng như vậy đối với tu chân mà nói liền giống như một người có một cái bình dự trữ rất lớn cho dù có nhiều chân khí hơn nữa cũng sẽ lưu trữ xuống nếu như cho hắn thời gian đủ dài những chân khí này chung quy sẽ bị chậm rãi luyện hóa vì mình sử dụng cho dù những chân khí này nhất thời không bị hấp thu nhưng bởi vì không gian lưu trữ của cơ thể lớn trong cuộc chiến sinh tử thường thường có thể kiên trì lâu hơn so với đối thủ đồng thời ứng vận với chân khí càng thêm thuận buồm xuôi gió cũng may sau đó sư phụ xuất hiện nhưng cho dù như vậy khai quan kỳ hắn cũng dùng trọn một năm mà trúc cơ kỳ này lại dùng thời gian bốn năm mấy ngày trước mới miễn cưỡng vượt qua trúc cơ kỳ tiến vào dung hợp tiền kỳ về phần nói muốn vượt qua dung hợp kỳ nếu là ở không có cái bốn năm năm quan cảnh chỉ sợ là khó càng thêm khó bởi vì đối với tu chân giả mà nói cái này tu luyện đẳng cấp càng đến phía sau càng là khó khăn, có người, thường thường cùng hắn cả đời đều rất khó vượt qua một đạo nho nhỏ khảm. Đối với Lăng Vân mà nói, 5 năm, năm thời gian từ không cách nào khai quan đến dung hợp tiền kỳ, mặc dù tại hạo hạo tu chân giới cũng không tính là nhanh, nhưng cũng không phải lót đấy. Hôm nay, Lăng Vân vừa mới đi vào dung hợp kỳ chính là khẩn cấp tìm kiếm được xích diễm hổ này. Đối với tu chân giả mà nói, mỗi một cấp, mỗi một cấp chênh lệch đều là đặc biệt lớn, mà mỗi một cấp sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cũng là có khác biệt cực lớn. Lấy lăng vân đoạn thời gian trước trúc cơ hậu kỳ mà nói, đối mặt với ma thú cũng là trúc cơ hậu kỳ động thủ vẫn là tương đối phí một phen trắc trở. Nhưng là, từ khi đạt tới dung hợp kỳ, cái kia trúc cơ hậu kỳ ma thú chính là không đáng giá nhắc tới, đương nhiên, nơi này không đáng nhắc tới chính là ở một chọi một dưới tình huống. Nếu như đối phương có vài người, vậy kết quả chính là chuyện khác, vì nhanh chóng đề cao tu vi, gia tăng thực chiến, Lăng Vân chính là cực nhanh tìm kiếm dung hợp kỳ ma thú. Sư phụ nói cho hắn biết, muốn nhanh chóng đề cao tu vi, thực chiến là biện pháp tốt nhất, mà cùng cấp bậc, thậm chí là quyết đấu với đối thủ mạnh hơn mình mới có thể chân chính tìm được linh cảm đột phá. Tìm thư uyển www sinh com có đôi khi chỉ có ở bên bờ sinh tử, mới có thể bộc phát ra tiềm lực của mình, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu tiềm lực. Trúc cơ hậu kỳ ma thú tuy rằng cùng dung hợp tiền kỳ ma thú chỉ kém một bước nho nhỏ, nhưng là giữa hai người chênh lệch cũng là hoàn toàn không thể động đẳng. Cái này đã không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, nếu là thật sự sinh tử chi chiến, cho dù là cao hơn dù là một chút xíu, như vậy đối thủ đều có cực lớn nắm chắc giết ngươi. Đương nhiên nếu như tu luyện công pháp, sử dụng vũ khí cao hơn cái sau, tình huống có lẽ sẽ có thay đổi xích diễm hổ là một con ma thú dung hợp kỳ năng lực chiến đấu khống chế chân khí trình độ thành thạo kỹ năng đều là lăng vân mạnh xa cùng mới vào dung hợp kỳ hôm nay nếu không phải lăng vân sở tu luyện công pháp tinh diệu nghĩ đến gặp được này xích diễm hổ chỉ sợ trăm triệu không phải là đối thủ của hắn giờ phút này đừng nói hiện tại thu thập thành quả thắng lợi chính là chạy trối chết chỉ sợ cũng không kịp chạy Nói thế nào cũng là một con dung hợp kỳ ma thú, trở về sư phụ nhất định sẽ cao hứng, Lăng Vân một bên thu thập trên mặt đất ma thú thi thể một bên lẩm bẩm. Tiếp theo chính là từ bên hông lấy ra một cái túi vải nhỏ, chỉ thấy cái túi vải nhỏ kia dùng vải thô chế tác mà thành, nhìn qua bình thường đến cực điểm, không hề có chỗ thần kỳ. Nhưng mà Lăng Vân lại thuận tay cầm lấy thi thể ma thú, tiếp theo trực tiếp cất vào trong túi vải, quả nhiên là kỳ quái cái túi vải nhỏ này là tháng trước Lăng Vân chém giết 30 con trúc cơ hậu kỳ ma thú sư phụ đưa cho hắn, tuy rằng nhìn qua bình thường, lại có thể chứa được này to lớn ma thú. Sư phụ nói cho hắn biết, cái túi này tên là túi càng khôn, là pháp khí hiếm thấy trên đời, bên trong có một gian nhà tranh lớn nhỏ, là phương thức tiết kiệm tốt nhất cho người tu chân ra ngoài rèn luyện. Chương 8 Ly Biệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, ở trong tu chân giới, ngoại trừ có công pháp tinh diệu, dược liệu quý hiếm cùng với đao kiếm binh khí ngày thường sử dụng, còn có một loại tồn tại càng thêm thần bí, đó chính là pháp khí. Pháp khí ở tu chân giới bên trong tuyệt đối là thuộc về hy thế trân bảo tồn tại, liền nói thí dụ như, hai cái tu vi đồng dạng, công pháp đồng dạng tu chân giả, một cái dùng chính là bình thường đao kiếm, một cái khác lại là có được một kiện pháp khí. Như vậy, hai người bọn họ cao thấp chính là trong nháy mắt phán định, bởi vì, làm một kiện pháp khí, bản thân nó liền tồn tại thuộc về mình gia trị đặc tính, thường thường có thể để cho tu chân giả phát huy ra vượt qua chính mình 20% năng lực. Cho nên, trong tu chân giới, vì một kiện pháp khí, giết người cướp của là chuyện bình thường. Đương nhiên, pháp khí ngoại trừ có tính công kích, còn có một loại chính là Lăng Vân sử dụng cái túi càng khôn này, loại hình phụ trợ loại pháp khí này tuy rằng cũng không có thực chất tính công kích thương tổn lại có tác dụng cực lớn cũng tỉ như nói cái này túi càng khôn nhìn qua chẳng qua là một cái ở bình thường bất quá túi vải nhỏ nhưng là lại bên trong cất dấu càng khôn bên trong thậm chí có nhà tranh lớn nhỏ đương nhiên ngoại trừ loại pháp khí cất giữ vật phẩm này ra trong tu chân giới còn có rất nhiều pháp khí đặc thù tác dụng của chúng không giống nhau đều có thần kỳ riêng mà trong tu chân giới mênh mông ngoại trừ pháp khí ra còn có truyền thuyết có thần khí tồn tại, pháp khí này vẫn thuộc về vật hiếm có. Thần khí này càng là phượng mau lăng giác, mặc dù ở trong truyền thuyết là tồn tại, nhưng thực tế lại là ít có người nhìn thấy qua. Nhưng hạo hạo thần châu, núi non rộng lớn, đất đai màu mỡ bát ngát, nhân khẩu càng khó có thể đếm được, trên mảnh đất tràn ngập thần kỳ này, thần khí này rốt cuộc có hay không, cũng không ai dám kết luận. Nhẹ nhàng vỗ vỗ túi vải nhỏ, Lăng Vân trong nháy mắt đem túi vải kia nhét vào bên hông, trên mặt tràn ngập vui mừng, trong miệng năm nga tiểu khúc, đó là chậm rãi chạy xuống chân núi. Trở lại sân, thấy sư phụ đang thu dọn chăn đệm mình phơi sáng, Lăng Vân vội vàng chạy đến trước mặt sư phụ. "Sư phụ, con tự làm, chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm phiền người được." Lão giả cũng không để ý tới Lăng Vân, mà thản nhiên nói: "Vân nhi, thu thập hành lý của ngươi một chút, ngươi xuống núi đi." xuống núi. Sư phụ, có cần mua gì không? Không cần, vi sư ý tứ là, ngươi theo vi sư tu tập 5 năm, hiện tại ngươi có thể đi. Lăng Vân nhất thời ngây ngốc tại chỗ, hắn không thể tin nhìn lão giả nói. Sư phụ, ngài, ngài là để cho đệ tử rời đi. Hắn lập tức nhìn về phía chăn đệm trong tay lão giả, nhất thời giống như hiểu được cái gì. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn mộng xuân không ngừng, cho nên mỗi buổi sáng thức dậy, chăn đệm đều là ướt sũng một mảnh, lúc này càng là bẩn khó coi. Sư phụ, người, con, nếu không đệ tử cam đoan, sau này, sau này không bao giờ, không nằm mộng xuân nữa. Lăng Vân vội vàng quỳ xuống đất, hai tay ông lấy hai chân lão giả, không ngừng khẩn cầu nói. Làm một cái xuyên việt giả, càng là xuyên việt đến một cái không cách nào tu luyện củi mục trên người, tại ngắn ngủn trong thời gian 5 năm, hắn có thể tu luyện đến dung hợp tiền kỳ, chính là phóng nhãn tu chân giới, cũng là long phượng sừng lân giống như tồn tại. Cảm nhận được chính mình ngày càng cường đại thân thể, Lăng Vân dám cam đoan, tại chính mình tiến vào 20 tuổi thời điểm, tuyệt đối có thể tu luyện đến kim đan kỳ. Cứ như vậy, ở thế giới này thế hệ trẻ trung bên trong, hắn tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Đến lúc đó chính mình trở lại Lăng Phủ hảo hảo tại đám kia xem thường người của mình trước mặt, để cho bọn hắn hảo hảo nhìn một cái, năm đó bọn hắn xem thường thiếu niên, đã là bọn hắn trèo cao không nổi tồn tại. Mỗi lần nhớ tới lăng gia mọi người quỳ rạp dưới lòng bàn chân của hắn, cầu xin hắn buông tha cho bọn họ cái loại khoái cảm này, lăng vân liền cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nhưng là hiện tại, sư phụ dĩ nhiên bởi vì hắn thường xuyên làm mộng xuân, muốn đem hắn đuổi xuống núi, cái này làm sao có thể không cho hắn sốt ruột. Vân Nhi, ngươi cũng trưởng thành rồi, luôn ở trong mộng làm chuyện kia có ý tứ gì, huống chi dưới chân núi còn có nhiều cô nương tốt như vậy. Lão giả vốn không có hướng phương diện này suy nghĩ, lúc này nghe Lăng Vân nói như vậy, ngược lại cũng mượn lời của hắn thành lý do của mình. Lăng Vân nghe vậy, nhất thời lúng túng mặt đỏ bừng, đây là sư phụ của mình sao? Mình mới 16 tuổi, nào có sư phụ dạy đồ đệ những thứ này? Tuy rằng thần châu đại địa, nam nữ thành thục khá sớm, nhưng cũng quá sớm đi. Hắn có chút ngượng ngùng nhìn sư phụ nói: "Sư phụ, đệ tử, đệ tử chính là đồ đệ đứng đắn." "Như thế nào? Vi sư không phải là sư phụ đứng đắn sao?" Lão giả sắc mặt hơi giận nói. "Đệ tử không phải ý đó. Đệ tử ý là đệ tử không muốn đi đâu cả, đệ tử chỉ muốn ở trên núi cùng sư phụ." Lăng Vân vội vàng giải thích. "Tốt lắm, hôm nay ngươi cũng 16 tuổi là người trưởng thành vì sư biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì sư phụ ngài thật quan uổng đệ tử đệ tử nội tâm thuần khiết toàn tâm toàn ý chỉ muốn tu tiên luyện đạo về sau cùng ngài xuống núi đệ tử không bao giờ len lén vấn an xuân lâu cô nương nữa đệ tử cam đoan về sau tuyệt đối làm một cái đứng đắn đệ tử van cầu sư phụ tìm thư uyển vê đúc vê đúc giao su sinh chấm công ngài ngàn vạn không nên đuổi ta đi a à nhưng nhìn thấy sư phụ vẻ mặt nghiêm túc, Lăng Vân nhất thời lúng cuốn. Đồ nhi a, à, không phải vi sư không lưu ngươi, thật sự là. Đến lúc đó, ngươi cũng là nên hồi Lăng Phủ nhìn xem, cái kia Lăng Huyền đem ngươi nhặt về nhưng là đem ngươi làm cháu ruột đối đãi, cái này nhoáng lên, năm năm thời gian, hắn hẳn là cũng là có chút nhớ ngươi, Lăng Vân nghe đến đó, trong lòng không khỏi nổi lên một tia chua xót. Ở Lăng Phủ, hắn cũng chỉ có một người thân này năm đó sau khi theo sư phụ lên núi lão gia tử cũng lựa chọn bế quan cho nên mấy năm nay cũng không thể gặp mặt một lần hôm nay sư phụ nhắc tới mình quả thật cũng nên trở về xem một chút sư phụ vậy con con về thăm ông nội thăm ông xong con sẽ quay lại ngay không ngươi không cần trở về vì sư còn có một ít việc riêng cần đi ra ngoài xử lý một chút sư phụ ngài không phải là dưới chân núi vụn trộm có nữ nhân chứ ngươi cái này ngoan đồ, lại nói mê sản, vi sư là người như vậy sao? Lăng Vân lời nói làm cho nguyên bản có chút trầm trọng không khí, nhất thời vui sướng không ít. Nhưng Lăng Vân mặc dù nói vui vẻ, nhưng nội tâm lại cực kỳ khổ sở. Hắn hiểu được, sư phụ đã quyết định để cho hắn xuống núi, vậy hắn cũng tất nhiên là không lưu lại được. Đệ tử cùng ngài tu luyện lâu như vậy, vừa mới đến dung hợp tiền kỳ, hiện tại xuống núi cũng không phải không thể, chính là tu vi này ít nhiều có chút không lấy ra được a à, nếu là bị người khác khi dễ, đây chẳng phải là đánh sư phụ ngài lão nhân gia thể diện. Ngươi liền thỏa mãn đi, 5 năm thời gian, tu luyện đến dung hợp tiền kỳ, chính là toàn bộ tu chân giới lại có mấy người. Bất quá ngươi nói cũng có lý, như vậy đi, vi sư đang truyền cho ngươi một ít nội công đi. Lão giả sờ sờ đầu lăng vân, tràn đầy hiện lành nói. Chương 9 Bước vào tích cốc, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Lăng Vân nghe vậy, nhất thời vui mừng lên, chỉ thấy lão giả chậm rãi nâng bàn tay của mình lên, thoáng chốc một cổ năng lượng khổng lồ xuất hiện ở lòng bàn tay. Tiếp theo là trực tiếp rót vào trong cơ thể Lăng Vân. Lăng Vân chỉ cảm giác thân thể mình có ngàn vạn con kiến cắn xé. Tiếp theo chính là cảm giác có ngàn vạn con sông chảy xuôi, toàn bộ hội nhập vào trong thân thể mình bỗng nhiên hắn cảm giác huyết mạch của mình muốn bị những con sông nhỏ này phá tan, ngay tại thời điểm khẩn yếu này. Huyết mạch đột nhiên mở rộng, tiếp theo giống như là nổ tung, một cái càng thêm rắn chắc, càng thêm rộng lớn huyết mạch thay thế trước đó huyết mạch, mà những kia thật nhỏ dòng sông nhất thời giống như tiến vào đại dương mênh mông, tiếp theo lại bắt đầu không ngừng hội tụ. Thẳng đến nửa nén hương về sau, Lăng Vân lúc này mới đem cổ năng lượng khủng bố kia toàn bộ hấp thu, mà tu vi của hắn càng là trực tiếp từ dung hợp tiền kỳ đột phá đến ít cốc tiền kỳ. Phải biết rằng, trong tu chân giới, tu chân từ trước đến nay là một chuyện cực kỳ không dễ dàng, rất nhiều người, cả đời đều không thể bước ra bước đầu tiên của tu chân, đó chính là khai quan. Không cách nào khai quan liền ý nghĩa kỳ kinh bát mạch của hắn không cách nào mở ra, cũng liền nhất định cuộc đời này hắn cùng tu luyện vô duyên. Mà Lăng Vân ngắn ngủn 5 năm thời gian, từ khai quan đến dung hợp, hôm nay càng là dưới sự trợ giúp của sư phụ nhất cử từ dung hợp tiền kỳ đột phá đến ít cốc tiền kỳ đây chính là một toàn bộ đẳng cấp đột phá là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình đương nhiên quan trọng nhất là từ dung hợp kỳ tiến vào ít cốc kỳ là một cái chém nếu như từ dung hợp tiền kỳ đến dung hợp hậu kỳ là một đến hai như vậy từ dung hợp hậu kỳ đến ít cốc tiền kỳ đó chính là một đến một trăm điều này thường không còn là thứ mà sự chồng chất của năng lượng có thể đạt được nữa nhìn lăng vân đang dương dương tự đắc lão giả rốt cục mở miệng nói thế nào hài lòng không hài lòng hài lòng quá hài lòng sư phụ đệ tử có một thân tu vi này về sau sẽ không bao giờ cho ngươi mất mặt nữa hồ đồ vân nhi ngươi phải nhớ kỹ tu tiên luyện đạo không phải vì để cho ngươi ở trước mặt người khoe khoang ngươi lần này xuống núi không chỉ không thể ở trước mặt người khác triển lộ bản lĩnh của mình hơn nữa còn muốn khắp nơi thu liễm ngươi có hiểu không? Lão giả đột nhiên biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư phụ, đây là vì sao? Lăng Vân vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía lão giả. Vân Nhi, ngươi 10 tuổi mới chính thức bắt đầu cùng vi sư tu luyện, bây giờ 15 tuổi cũng đã thành tích cốc kỳ, tu vi này tuy nói không cao lắm, nhưng chuyện tu chân, chú ý cái sư xuất danh môn, ngươi cùng ta lão nhân này ở trong sơn giả tu tập một thân bản lĩnh, nếu là để cho người khác biết được ngươi cũng không môn phái vậy còn không gây ra họa đến tại giả tu chân giới này hướng nội đến lòng người khó lường ngươi tuổi còn trẻ một thân bản lĩnh khó bảo đảm sẽ không để cho người có tâm chú ý ngược lại là sợ cho ngươi rước lấy mầm tai họa như vậy đi vi sư tại truyền ngươi một bộ ẩn thần công pháp cái này công pháp tên là ẩn thần chú tên như ý nghĩa chính là có thể che giấu khí tức của mình đương nhiên cũng có thể che giấu tu vi lão giả dứt lời lập tức đưa tay chậm rãi đặt ở trên đầu lăng vân lăng vân chỉ cảm giác một cổ tin tức mãnh liệt tiến vào thần hải của mình nhìn kỹ quả nhiên là một bộ công pháp ẩn thần chú công pháp này không cần tu luyện vi sư truyền ngươi ngươi liền có thể trực tiếp sử dụng mau thử xem đi lăng vân nghe vậy lập tức dựa theo biện pháp sư phụ vừa truyền thụ cho hắn trong nháy mắt tu vi của hắn liền hạ xuống giai đoạn đầu dung hợp dung hợp kỳ vẫn là có chút quá cao đang hạ xuống hạ xuống khai quan kỳ lăng vân nghe vậy lập tức đem tu vi của mình giấu ở khai quan tiền kỳ vân nhi ngươi bây giờ tu vi đã ẩn giấu đến khai quan tiền kỳ ngày đó sau cũng trăm triệu lần không dám thi triển ra vượt qua này khai quan tiền kỳ tu vi nếu không chắc chắn trước lấy mầm tai họa sư phụ cái này cái này cũng quá cẩn thận đi đệ tử thật vất vả có bàn bạc năng lượng còn không có hảo hảo thể nghiệm đâu Vân Nhi, chuyện tu chân so với ngươi nghĩ phức tạp hơn nhiều, phàm là cẩn thận cho thỏa đáng. Đương nhiên, ngươi còn muốn nhớ kỹ, vì sư trước truyền thụ cho ngươi trấn ma trưởng, phong thần trưởng, tâm ma đại pháp, còn có kia cửu u huyền thiên công, những pháp quyết này đều ẩn chứa vô cùng uy lực, không phải vạn bất đắc dĩ, chớ thi triển. Sư phụ, cái này, ngài vẫn là không nên để cho đệ tử xuống núi đi. Đệ tử cảm giác xuống núi cũng không có ý nghĩa gì nghe sư phụ nói vừa không thể bại lộ thực lực chân thật của mình lại không thể thi triển pháp quyết lăng vân nhất thời cảm thấy con đường tu hành này cũng không hề có ý nghĩa ngươi cái này ngoan đồ vi sư nhưng đều là vì tốt cho ngươi ngươi nếu không nghe vi sư lời nói gây ra họa đến về sau cũng đừng nói là đệ tử của ta lăng vân nhất thời ủy khuất lên hắn ủy khuất nói được rồi sư phụ đệ tử cẩn tuân mệnh sư phụ là được bất quá ngươi cũng không nên nổi giận lần này xuống núi về sau, ngươi liền đi thiên kiếm tông nhìn xem, ngươi cửu thiên lưu ly kiếm pháp này cùng thiên kiếm tông cửu thiên kiếm pháp kia giống nhau như đúc, tới thiên kiếm tông, ngươi chỉ cho phép tìm thân tu luyện vi sư cho ngươi truyền thụ vài loại pháp quyết là được, như vậy, ngày sau tại tu chân giới đi lại, coi như là sư xuất có môn. Lăng Vân nghe vậy, cũng không có chút nào cao hứng chi tình, bởi vì này cửu thiên lưu ly kiếm pháp, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ học hai thức thức thứ nhất này như thế nào cửu thiên thông thiên giảng kiếm ý, không hề có bất kỳ tác dụng thực chiến nào. Mà thức thứ hai hóa hư thành thật chỉ là có thể đem vạn vật chung quanh ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, không còn tác dụng gì khác. Nhìn thấy Lăng Vân trên mặt tràn đầy mất mát chi tình, lão giả cũng không toát ra chút nào giữ lại chi tình, tìm thư uyển www sinh com vì thế lần nữa mở miệng nói. Tốt lắm, vì sư liền cho ngươi ăn nói nhiều như vậy, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi mau xuống núi đi. Sư phụ, ngài cũng quá sốt ruột đi, đệ tử còn chưa chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị cái gì? Nam tử hán đại trượng phu, hành tẩu trong thiên địa tự nhiên là phải thoải mái một chút. Nhưng, nhưng đệ tử, tốt lắm, vi sư đều thay ngươi chuẩn bị tốt, cái này trữ vật túi ngươi cũng cầm, những năm này ngươi chém giết những ma thú tinh hạch kia, còn có ngươi luyện những đan dược kia đều ở bên trong." Lão giả vừa nói, vừa từ trong ngực lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân tiếp nhận túi trữ vật, nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong quả nhiên chồng chất rất nhiều đan dược cùng tinh hạt ma thú. "Sư phụ, có phải ngài đã sớm muốn cho đệ tử xuống núi rồi không?" Xuống núi lịch lãm là mỗi cái tu chân giả nhất định phải đi qua con đường, cả ngày đứng ở trên núi, muốn cô nương không có cô nương, muốn kỳ ngộ không có kỳ ngộ. Ngươi nói ngươi làm sao đột phá a? À? Lão giả vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói: Vậy được rồi, vậy đệ tử cái này xuống núi, vừa vặn đệ tử cũng có thể giúp sư phụ tìm cái kia thảo dược, thật sớm ngày để sư phụ khôi phục. Lão giả kia nghe vậy, nhất thời thân thể rung lên, hắn thật không ngờ đồ đệ mình, ngày thường nhìn qua không có chính hình, ngược lại đem lời của mình vẫn là rất để ở trong lòng. Được được được. Đồ nhi ta trưởng thành rồi. Đúng rồi, Đồ nhi, nửa đoạn ngọc bội này ngươi cũng cầm đi. Sư phụ, đây là pháp khí gì sao? Lăng Vân thấy thế tiếp nhận ngọc bội, nhất thời kích động nhìn lão giả. Đây không phải pháp khí, chỉ là một khối bình thường ngọc bội thôi, vi sư cũng không có gì tốt đưa cho ngươi, niệm ngươi ta thầy trò một hồi, lần sau gặp mặt cũng không biết sẽ ở khi nào, liền đem hắn đưa cho ngươi đi. Chương 10. Trở về Lăng phủ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nhìn nửa đoạn ngọc bội trong tay, Lăng Vân nhìn không được nói. Sư phụ, lão nhân gia ngài cũng quá keo kiệt đi, tặng khối ngọc cho đệ tử còn tặng nửa đoạn. Ngươi liền nói ngươi muốn hay không a? À, không cần ta liền thu hồi lại, lão giả giúp lời liền muốn đưa tay đòi lại ngọc bội. Lăng Vân thấy thế giấu vào trong ngực, muốn, đương nhiên muốn, sư phụ cho, sao có thể không cần. Hừ được rồi đi thôi lão giả dứt lời lập tức xoay người lại không hề nhìn về phía lăng vân lăng vân nhìn bóng lưng lão giả giờ khắc này trong mắt hắn đã sớm chứa đầy nước mắt sư phụ đệ tử đi rồi đệ tử thật sự đi rồi được rồi được rồi khi nào thì biến thành dòng lý dòng dài rồi lão giả kia vẫn chưa xoay người nhìn lăng vân giờ này khắc này khóe mắt của hắn đồng dạng chứa đầy nước mắt có lẽ hắn cũng không muốn lăng vân cứ như vậy xuống núi đi nhưng mà, có một số việc hắn cũng bất lực. Lăng Vân nhìn bóng lưng lão giả, hắn dập đầu ba cái thật mạnh, lập tức cầm lấy túi trữ vật, lưu luyến không rời xoay người xuống núi. Nhìn bóng lưng dần dần biến mất, lão giả lúc này mới chậm rãi xoay người lại. "Vân Nhi, ngươi nhất định phải sống sót." Ngay sau khi Lăng Vân đi không lâu, chỉ thấy hai đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trong sân, hai người kia một nam một nữ, đều là thân gấm vóc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua thật là uy vũ nam tử kia nhìn chầm chầm thi thể lão giả kinh ngạc nhìn hồi lâu chậm rãi nói lục trường thanh a à, lục trường thanh ngươi tội gì phải như vậy nữ tử kia theo sát phía sau nói tiếp ai không thể tưởng được đường đường ma giới hộ pháp cuối cùng lại nguyện ý bỏ qua mấy vạn năm tu luyện tới bổn nguyên chi thân chỉ là ta có chút khó hiểu chúng ta rõ ràng cho hắn ba ngày thời gian người ma giới từ trước đến nay hình sự cổ quái cũng được hôm nay lục trường thanh đã quay về chúng ta cũng trở về phục mệnh đi nhưng đứa bé kia cô gái kia nhìn thoáng qua phương hướng lăng vân rời đi hỏi phàm nhân thọ mệnh bất quá chỉ là trăm năm cho dù đi vào tu chân cũng đơn giản là sống lâu trăm năm nếu muốn tu luyện thành tiên khó so với lên trời lại nói năm đó thái tử điện hạ đối với chúng ta cũng là có ân tình hôm nay mặc dù gặp kiếp nạn chúng ta cũng nên cho hắn lưu một loại bỗng nhiên nam tử kia vung tay lên chỉ thấy cánh tay lão giả trên mặt đất trong nháy mắt máu chảy đầm địa bay ra ngoài tiếp theo chỉ thấy hắn phất tay lần nữa thân thể thiếu một cánh tay kia lại hư không tiêu thất sư huynh ngươi đây là nữ tử thấy nam tử đột nhiên ra tay có chút khó hiểu nhìn về phía nam tử kia vẻ mặt nghi hoặc cái gọi là ngọc không điêu không thành khí người không khó không thành tài Đứa nhỏ này ngày sau muốn thành đại khí, vẫn là muốn cho hắn đối mặt một ít cực khổ, nhưng nói như vậy, hắn có thể. Cái này phải xem mạng của hắn đi thôi, sắc trời không còn sớm nữa. Nam tử kia nói xong, chỉ thấy tinh quang hiện lên, người đã không thấy, mà nữ tử kia cũng như thế, thân pháp kỳ diệu quả nhiên là kỳ lạ. Người khoác áo bào vải thô màu xanh huyền, đầu đội nón lá, sau khi cáo biệt sư phụ, Lăng Vân liền đi thẳng đến trấn Thanh Dương tới gần giữa trưa lúc, Lăng Vân rốt cục là đi tới hắn xa cách 5 năm Lăng Phủ. Nơi này, hắn vốn là không muốn trở về. Nhưng dù sao Lăng lão gia tử năm đó ở vùng hoang vu giả ngoại đem hắn nhặt về, cho hắn sinh cơ, phần ân tình này, hắn vẫn nhớ rõ. Lần này trở về, hắn cũng chỉ định gặp Lăng lão gia tử một lần, sau đó liền đi thiên kiếm tông vùng trộm tu tập công pháp của mình. Đi tới ngoài cửa lớn, nhìn bản hiệu vừa quen thuộc lại xa lạ này, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Lăng Vân ngủ vị tạp trần. Đúng lúc này, cửa lớn chậm rãi mở ra, một thiếu niên ở một đám quản gia vây quanh từ trong cửa đi ra. Thiếu gia, hôm nay chúng ta đi đâu? Đi vòng xuân lâu, bổn thiếu gia đã lâu không gặp Thúy Nhi cô nương. Được rồi, thiếu gia, ngài những năm này ở bên ngoài tu luyện, Thúy Nhi cô nương thấy ngài, nhất định phải kích động muốn chết. Đúng lúc này, một gia đình đi tới trước mặt Lăng Vân ta nói ngươi là nơi nào tới xú khất cái, còn không mau cút, đừng cản đường thiếu gia nhà chúng ta. Lăng Vân đang nhìn bản hiệu, nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên bị người đẩy một cái, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy một gia đình đang trợn tròn mắt chỉ vào mình. Ăn mày là gọi ta sao? Lăng Vân thản nhiên hỏi. Ăn mày đương nhiên là gọi ngươi, nếu không ngươi cho là gọi ai? À, vậy xin hỏi ngươi tên khất cái thúi này gọi ta là chuyện gì? xú khất cái đương nhiên là bảo ngươi cút sang một bên. Tên khất cái thối bảo ta cút, ta liền cút sao? Ta đây thật mất mặt. Trong thoáng chốc, gia đình kia tự hồ hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Lăng Vân, dĩ nhiên là quẹo cô mắng chính mình, hắn nhất thời tức giận quát. Hảo ngươi cái tên khất cái thối, cũng dám mắng ông nội ngươi. Nói xong hắn liền một chưởng đánh về phía Lăng Vân, trong lòng bàn tay còn mang theo chân khí nhẹ nhẹ, hiển nhiên còn là một võ giả thế gian theo trưởng phong của gia đình kia đánh về phía Lăng Vân, Lăng Vân cũng không nhìn, đồng dạng là nhẹ nhàng vung một trưởng, hai trưởng tương đối, gia đình kia còn chưa kịp phản ứng, cả người liền trực tiếp bay ra ngoài. Tìm thư uyển chấm giao su com nguyên bản không có để ý bên này một đám gia đình thấy thế, nhất thời nhau nhau rút trường kiếm trong tay ra, muốn đâm về phía Lăng Vân. Đúng lúc này, một cái hơi chút tuổi già gia đình đi ra, các ngươi trước lui ra, người này không phải người bình thường, là cái tu chân giả mọi người nghe vậy lúc này có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn lăng vân lúc nào tu chân giả lại không đáng giá như vậy ngay cả thiếu niên vừa mới ngồi lên xe ngựa cũng đang cẩn thận đánh giá lăng vân nhưng mọi người vẫn ngoan ngoãn lui sang một bên dù sao bọn họ bất quá chỉ là võ giả thế gian so với tu chân giả quả thực chính là trong nhà xí đốt đèn lồng muốn chết tiểu tử không nghĩ tới ngươi vẫn là tu chân giả bất quá tựu ngươi cái kia khai quan giai đoạn trước tu vi muốn ở ta lăng phủ dương oai còn không đủ tư cách ta nói lão đầu ta ngại các ngươi chuyện gì sao một lời không hợp liền đánh dết dết lăng vân nhìn lướt qua lão giả lớn tuổi đi tới trước mặt mình nguyên lai lão giả này dĩ nhiên là quản gia lai phúc nhà mình một tu chân giả khai quan hậu kỳ mấy năm trước hắn cũng từng tiến vào thiên kiếm tông tu luyện qua đáng tiếc về sau tu vi vẫn khó có tiến bộ cho nên đành phải cùng lăng lão gia tử đi tới lăng gia. Bất quá đối với tư thái ý thế hiếp người của lão giả, lăng vân phi thường nhìn không quen, cho nên cũng không có nhận nhau. Ngại thiếu gia nhà ta ra ngoài chính là có tội. Thật ngại quá, đường chỉ rộng như vậy, các ngươi nếu cảm thấy đi không được, vậy tốt nhất không nên ra khỏi cửa. Tiểu tử miệng vàng, ta xem ngươi muốn chết. Phúc bá thấy lăng vân không nể mặt mình như thế, cho dù lòng bàn tay đảo ngược hai cái, chân khí nhẹ nhẹ hội tụ, tiếp theo là một chưởng đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân nhìn cũng không có liếc phúc bá một cái, một người tu chân khai quan hậu kỳ, ở trong mắt ít cốc kỳ này của hắn, thật sự là không đáng nhắc tới.